ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi, có nhiều quá anh, vậy là quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc. À, mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. À, mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn Nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, cô giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? À, ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm. Dễ chịu. À, mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. À, rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Được. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa rồi, đi giống thằng thằng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi, có nhiều quá anh. Vậy là quá nhiều. Quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc áo rồi. Tăng lên chút thì hả, 30 20 20 thôi anh. Ôi trời. Dạ. Trời phóng khoáng quá ha, lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Dạ, với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ giùm. Quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái. Bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Tại chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Ba dạ. Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? À, thứ nhất là phải cao hơn em, 1m68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đừng đen quá, cao to. Cao có, to coi lỡ. Gì nữa em? À em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là dạ, mặc sáng. Cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ mặc đô chẳng hạn vậy. Ủa, xanh lè luôn. À là nổi chứ phải. Dạ dạ. Dùng từ sáng là màu trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì mà không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán. Tay chắc không có đâu. Dạ đúng rồi anh à. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đưa đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À với bình thường tài lỏng không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo.
Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Cái đó là phải gọi là lười yêu mà, tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cào ráo đẹp trời, trai lắm à. Kiên Giang mà xem sao. Ồ. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa theo đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em dạ. Hả? Wow. Trời ơi. À, mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là mình nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn man, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người. Con có tổng cộng là 3 anh em. Con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể cô bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con, sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như là tán thành hết rồi đó. Giờ ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai trẻ gặp mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh sẽ xài khoảng 5, 6, 7, còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa người ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không, phải cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài... Thí dụ trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ. Vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ. Đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kín lịch. Là sáng thì khoảng 7-8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối này. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của anh. Hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó, là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở... đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị. Làm chị đang hay mà.
bài này ai cũng hát hay chứ chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ chưa hay chứ không phải là dở. Dạ vài bữa tập không có cố gắng, mình ghi nhận có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng đâu thể biết biển dạt dào, nếu chiều không họ hẹn đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em đi cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy nãy mặt giờ luôn nhìn hả? Chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn hả? Trời ơi, đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Dạ. Cầm tay em được không? Dạ. Để tạo niềm tin nữa mà. Dạ. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Là bắt hơi gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình, thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân rồi lãng mạn, anh có sức khỏe, tôi khóa với câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi ha. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà con. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, thì em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Em là Hương, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Đinh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào cùng quý vị khán giả, chào cô bạn hàng xóm ạ. Em tên là Vũ Văn Sáu, năm nay 33 tuổi, quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì em? Dạ em làm bên ngành điện lạnh ạ. Anh làm điện lạnh là làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán, sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm đó. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa? Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư một tí, bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi. Dạ. Là mình cũng lớn rồi, thấy anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À có vợ có nhà, dạ giá tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Dạ thì ý em nói là có vợ có nhà, thế là sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền ấy. À có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được hay vợ quá. Là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe tôi giật mình, tôi lo quá. Em giật mình quá. Để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa, hoặc là ngày xưa em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu, thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chịu trạng. Và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ đến người khác. Có điều gì tối kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt.
bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia, là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không, em là con út trong gia đình. Có người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì nữa. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay vậy? Dạ, thiêu thùa hay là may vá nấu nướng thì cái gì cũng được ạ. Thiêu thùa may vá làm luôn. Trời ơi, mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Không còn. Vợ mua nhà mình trả tiền mà thiêu thùa bếp núc mình làm luôn. Thiêu gì? Lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái đẻ thôi. Không, cái đó không phải, tức là cũng gia đình như này em phụ giúp thêm. Dạ. Những cái gì mà vợ mà mệt, mà vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vợ thì mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không, có tật xấu gì không, anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó, chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát? Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá không, được, giờ được. Vậy không đấy cưng. Anh có không? Anh có rồi là thiêu thùa may vá rồi. Không có, trời ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa may vá, giặt quần áo cho vợ đó chứ. Thôi bỏ bỏ bỏ. Giờ thừa. Nhiều lắm anh ơi, em đừng có nghĩ xấu đàn ông. Qua coi đàn gái. Trời ơi. Trời em. Em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc? Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không, thì người ta làm những cái gì em cảm thấy em, nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Đúng rồi đó. Ở phụ nữ cái chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em nói anh đi đi sao anh không đứng lại. Đôi khi trách đàn ông sao anh không làm này chứ em không này kia. Ủa tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ đúng vâng, không? Vâng. Được. Này được. Anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, hôm nay mình đi có người nhà gì theo ủng hộ không? Dạ em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào gặp chị ruột ha. Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi? Dạ vâng ạ. À, chào chị. Dạ em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu, bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Ừ. Phải nhớ kỹ điều này nha. Dạ. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên, chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền. Duyên nó duyên ngầm đấy em. Dạ, duyên ngầm mà dữ hơn. Với lại là qua những cái lời mà anh chia sẻ thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn rồi, chị nhiều. Cảm ơn chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em làm chung công ty ạ. Rồi. Em chào anh Quyến Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào quý khán giả. Dạ em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà em thấy anh, em thấy chị gái bên này không? Như thế nào? Dạ em thấy chị rất dễ thương ạ. Phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. À. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Cảm thì sau này anh. Nếu như mà có ta có duyên thì anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. Cảm ơn. Anh thấy giống như là cái chuyện anh ở nhà bè đi lên quận 12 á,
và anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì... anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên từ cái anh muốn người vợ mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. À vậy. Lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? Là anh từ thú thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Dạ anh nhìn hai người anh nhận ra chị ai em chưa? Dạ nhận ra. Dạ. Nếu mà hai người đứng chung là anh quay đưng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dạ được ạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu, chúng ta kết thúc. Thì anh thì thật sự là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật lá vàng rơi xếp thành bốn chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái, em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn. Trong những tất cả rất nhiều bộ hồ sơ thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn. Cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau. Thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều. Thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ và không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thấy được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi sao động tí là được rồi. Như vậy là nào? Tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay mình nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. 1 2 3. Rồi chúc mừng hai bạn nào. Dạo này vội quá, còn 1 với 2 cứ chưa đọc là đã bấm nút không à. Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hà, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp. Cát Tường, em tên Nhi, năm nay 26 tuổi. Hiện giờ Nhi đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm trợ lý văn phòng. Để xem chàng trai chúng ta làm gì đây, xin mời. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên là Lê Bá Khôi, em năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố. Wow. Như vậy thì ở cái môi trường đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp. Sao nên ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố, đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi không. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa. Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà em 18 tuổi á, là em có trải qua một cái mối tình hơi là nhiều đau khổ. Thành ra em không có muốn quen bạn nữa. Là hồi xưa giờ một mối tình một? Dạ. Rồi cái gì mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ? Tại vì sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều. Thành ra em cố gắng học, cố gắng làm để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ đã có được nhiều tiền chưa? Dạ vừa đủ. Vừa đủ rồi ha. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân, muốn lập gia đình chưa? Mẹ muốn. Cũng mẹ muốn nữa chứ mình chưa muốn hả? Dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi. Thì sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình. Hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu? Dạ trước kia mối tình của em là học sinh chị. Thành ra em hồi hẹn hò chắc là ở quán cóc kế bên trường. Nếu hôm nay mà mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu? Em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị.
Tại sao? Dạ tại em thích làm từ thiện. À đây cũng là một ý kiến hay, anh Linh thấy đặc biệt không anh Linh? Em thấy đặc biệt đó. Đây. À, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính luôn hết á, là 2, còn nếu mà tính mối tình mà hai người yêu nhau á, là chỉ có 1 thôi, còn cái tình còn lại là đơn phương. Bạn thích hẹn hò đâu nhất? Thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim, rồi cà phê, nhà hàng. Có bao giờ bạn xem phim, bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hung cái mình bắt chước nhân vật mình hung luôn. Chưa, cũng có ý đồ nữa à. Ý đồ. Bạn thấy mình có ưu điểm như thế nào? Ưu điểm của em là em là hèn, tốt bụng, không có hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là lười. Em thích gì về bạn gái của em? Em thích một người cũng hèn, tốt bụng, rồi biết nữ công gia chánh. Ồ, Nhi có biết nữ công gia chánh không? Không dạ, biết. Thích bà gì ở bạn gái cái đó? Không thích bạn gái là nhiều chuyện. À Nhi nè, nhưng mà chị hỏi một chút, hồi nãy giờ thì em hay nhắc đến mẹ em nhiều. Thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không? Dạ có, mẹ em có đi chung. À có đi chung luôn hả? Đâu dạ. Mẹ em đâu? Dạ, chào cô. À hôm nay cô đi theo ủng hộ con gái mình thì cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không? Cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi. Chứ dạ. Mình cũng cũng không có áp đặt nó nhiều lắm. Dạ, có nghĩa là miễn cháu thích là được. Đúng rồi, miễn mà cháu cô, thích là được. Trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không? Nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy cháu bên đây cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tánh tình với đạo đức thì chưa biết. Dạ. Cô ơi, ngày xưa đó cô hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô? À, hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu. Tại vì gia đình hả, hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hà, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai. Vừa thấy là thành đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả? Tại vì hồi đó đó, lúc cô còn trẻ đó thì nói thiệt, nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hà. Mình lại cao nữa, thành ra khi mà gia đình giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn, rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa, rồi ăn nói là cũng gia đình cũng giữ ý, chứ mà hồi đó không có có biết tánh tình, không có hẹn đó. Hò giống về không có hiểu nhau giờ rồi. Trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò. Cảm ơn cô. À bây giờ cuối cùng là bạn mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ em mong muốn bạn trai của em thì không có lười biếng. Xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm một cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, mất công em theo giữ ảnh nhưng mà nó mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Tốt. Gì kỳ vậy? Nhưng nếu ngược lại vậy thì nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh lại không có tự tin, rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả? Không, em chung thủy. Sao biết được? Không, em đảm bảo em chung thủy. Em đảm bảo em chung thủy. Dạ. Từ đó giờ em mới quen có một người là em chung thủy. Chị rất là thích cái quan điểm của em, mà cái chỗ này hơi lạ, chị thì không thích rồi, chị phải đẹp chị mới lấy, nhưng mà chị thấy em rất là lạ là lại muốn kiếm chồng mà người đó phải xấu hơn mình. À để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít. Dạ. Chào chị. Dạ chào thầy. À, vậy xấu hơn. Chắc chắn là xấu hơn rồi. Vậy được rồi. Vậy được rồi phải không? Nhưng mà thầy làm biến quá không có được. Không không, cái này là lười chứ không phải làm biến, có nghĩa là không tự là nhưng mà chỉ cần kêu làm là sẽ làm. Thầy cao 1m mấy? 1m70. Thầy thiếu ăn sao thầy ốm vậy? Không ăn nhiều mà vẫn không mập. Bây giờ sao cho nó mập? Cưới vợ. Thầy, thầy. Rồi, chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp. Nhớ đừng có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi đó là tôi về tôi nói tốt giùm, còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa, một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó coi sao. Nói chung là thầy giáo rất là vui, rất là giờ là hóm hỉnh. Bây giờ nghe bên kia nói nôn không? Nôn quá kéo màn lẹ đi anh. Hả? Rồi để anh xem thế nào nha. Chào bạn. Chào anh. Hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em là em chung thủy. Phải không? Chắc dạ. Chắn được đó đúng không? Dạ. À, rất là đẹp gái ha, rất là xinh xắn. Đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha. Có thích chồng lùn hơn mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cả. Thôi đi về bên kia đi. Ta sẽ gặp mặt nhau. Dạ. Mở màn lên. Hai phút. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. À, người ta nói lady first, em có gì muốn hỏi anh trước không? Dạ, anh có hiếu thảo không? Hiếu thảo hả? Cái này là anh rất là hiếu thảo luôn. Dạ.
Rồi anh có thích đi làm từ thiện không? Từ thiện hả? À, anh cũng thích nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội đi lần nào hết. Chưa bao giờ làm không? Chưa có cơ hội để đi. Dạ. Tại vì thật ra mình không cần phải đi, mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó. À, người cái ta đó cũng thì, có thể giúp mình. Cũng không rành mấy cái đó. Cái đó thì anh Quyền Linh rành lắm, anh Quyền Linh đi từ thiện nhiều lắm. Dạ. Để sau này hỏi anh Quyền Linh. Hỏi em cũng được. Hiện giờ thì anh yêu thương ai nhất? Thấy em là ba mẹ trong gia đình đó. Dạ không, em không có ý gì hết. Anh có thể thương bất kỳ ai mà tại thời điểm hiện tại anh thấy anh thương ai nhất? Thời điểm hiện tại hả? Dạ. Thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi. Không. À. Ở đây nè, thương ai nhất ở đây nè. Ở trong trường quay này hả? Ừ. Trường quay là thương em nhất. Nói vô vấn đề liền vậy đó. Nếu mà kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con? Dạ cái đó tùy theo ơn trời cho, khi nào nó có thì nó có chứ. Cái đó tùy theo năng lực của anh. Không nhưng mà chúng ta có 3 tiếp đến. Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn. Dạ, tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng. Với lại ảnh không có biết làm từ thiện, em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng, thành ra em cũng người hơi ta chưa làm, chưa làm mà. Không làm đâu. Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào. Phải biết đó làm từ thiện sớm ha. Thôi về tập làm đi rồi ta kiếm cơ hội sau. Bạn có buồn không? Buồn. Buồn đúng không? Một người phụ nữ rất thông minh, một cô gái cái tâm rất là tốt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm bạn với nhau, biết đâu cái duyên lại tới đúng không? Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lấy quyết, ta... chúng lấy quyết chứ, sống người lấy vợ. Không, em đã lại đúng, chưa lấy. Em chưa mà. Dục quá mà về quê không lấy luôn. Dục, em có cái dịp đó em về quê, cũng Tết này anh đây. Tết này em về quê thì là làm tăng tải, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm tăng tải với bố mẹ đấy. Là dịch bệnh lớn. Thôi lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc, tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ, chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu. Thì em cũng có, cũng ở quận 7 này luôn, cũng ở gần đây luôn. Thế cũng em cũng đưa đến về nhà anh chị, giới thiệu anh chị xem mặt xem mũi đâu cũng được một tháng. Một tháng thế là người ta bảo không hợp. Thế là cũng chia tay cho đến bây giờ. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em thì về tấm, chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi, chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất của đẹp nét hơn. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thấy anh ở đây anh cũng mừng mừng. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết thì nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết chào chưa nha. Chào chị. Giờ thấy cái nết thì sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè, để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn, hay là yếu đuối mong manh, hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình. Trong gia đình mà miệng hiếp là ra hay là anh muốn người không, em nghĩ là một em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á nó là người ta tai, người ta chỉ người ta một thời trang. Chào cô gái của chúng ta, mời cô gái ngồi. Chúng ta chỉ cách nhau một cái hàng rào thôi. Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn ha. Bây giờ mình nói lớn lên để hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận chút xíu mình gặp nhau nha. Mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu là em là em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Hồng Phượng. Em quê quán là Nghệ An. Cái gì? Nguyễn Hồng Phượng. Nguyễn Hồng Phượng hả? Dạ. Trời, đàn ông mà tên phụ nữ quá vậy ta. Dạ, cái đó là bố mẹ đặt. À vậy hả? Nguyễn Hồng Phượng chắc là xưa bố mẹ thích con gái nè, đặt trước luôn nè. Không, chắc là sanh ra trong mùa hè, mùa Phượng Hồng đó. Nguyễn Hồng Phượng. Rồi, sao Phượng? Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7.
Thành ơi cho biết. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng. Hồng Phượng làm cơ khí đóng tàu. Hồng Phượng nhiêu tuổi, sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 1983. 83. Tuổi hợi. Hồng Phượng sinh 83, làm nghề đóng cơ khí đóng tàu ở Hà Tĩnh, giờ làm quận 7, xin giới thiệu nhà gái. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương, em sinh năm 1984 và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Dạ, mình làm công việc gì Hương hả? Dạ, hiện tại thì em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. À, dạ. Và mình sống ở đâu? Mình sống ở Gò Vấp hả? Dạ, em sống ở Gò Vấp luôn ạ. Dạ. Ủa, nhưng mà cái đó là phòng trọ mình làm cho người khác hay là phòng trọ của mình hả Hương? Dạ, em thì cho bố mẹ em. Đó là mình làm cho gia đình đó. Dạ. Có bao nhiêu phòng trọ? Dạ, có 13 phòng trọ và... mà mấy nhà cho thuê thôi ạ. Bữa nào tôi lên tôi thuê phòng coi. Anh thì free. Free luôn phải không? Được. Rồi. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Em thì có cái khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Hút. Biết nhậu. Và nhút nhạt rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? Dạ cũng 2-3 ngày một gói. Đề nghị nhà trai nói lớn lên, nhà gái mình đây không nghe ạ. À. 2-3 ngày gói, nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon rồi đó. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Cái này là cái nhược điểm hơi lớn đó nha. Dạ. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Em thật thà. Thật thà. Vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Tao uống không hết mình uống phụ đúng không? Không. Được có 4-5 lon thì làm sao phụ được anh ai? À, Nghệ An rồi mình vô đây mình sống với ai? Em vào đây trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, dạ, dạ. Ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao, cụ thể là sao? Em là thử hàn vỏ của con tàu. Ví dụ như mình làm con tàu mình đóng các phần, mình rạp các phần lại, em là thợ hàn. À, thợ hàn đó đúng không? Dạ. Rồi thợ hàn cơ khí đó. Đó là sơ nét về nhà trai. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh ạ. Thấy bà chủ nhà trọ. Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ hòa đồng và trong mọi cuộc đi chơi thì em có thể là làm khuấy động một cái không khí đang lắng xuống lên để mọi người cảm thấy như là cái không khí nó sẽ vui hơn. Còn cái điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích ấy, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Trời ơi, vậy đó hả? Để một chút nữa mở rào ra mà thấy run lẩy bẩy là biết thích rồi đó. Hay là em làm cho tao run lại bẫy đó. Em run lại bẫy nãy giờ đó. Dễ thương. Còn gì nữa không nè? Em thì em lên đây thì em mong muốn là tìm cho ba mẹ em một chàng rể. Thì em cũng không có phải là yêu cầu gì nhiều, tại vì em cũng không xinh đẹp và cũng không phải là tài năng lắm, thì em cũng chỉ muốn là người đó là có công việc ổn định và biết quan tâm gia đình, lo lắng cho em. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Lật đật lo liền. Lo liền. Nếu như mà em mà có như được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Ủa gì nói ra là lâu nay ế. Ế. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi mà ế, chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi, nhưng mà kiểu như là em cảm thấy như là nó không hợp với em. Và cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với tiểu tam gọi gì? Bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi, thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em, thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á. Xong rồi em không có muốn dạng như là quen một người con trai, em giống như em bị mất niềm tin ạ.
là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, mà người thứ ba thì giống như là người đó nó người ta rất là lo lắng cho em. Thì em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi thí dụ như đấy là sẽ nói là à cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi, có nghĩa là nói với anh đó. Còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó, qua đường thì em tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn, hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được, và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Không, em khi em cưới thì em tổ chức, nhà em tổ chức đám cưới rất là hoành tráng nhưng không có đăng ký kết hôn. À. Cho nên em vẫn là người độc thân, đúng không ạ? Rồi. Cuộc đời cũng xui xẻo quá em hả? Vâng, cô gái này rất là mạnh mẽ nha. 19 tuổi mà đã lỡ con đòn rồi mà không có đăng ký kết hôn luôn. Hả? À, em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thực ra cô gái bên kia rất là gọi là ấn tượng đó nha, dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Mối tình dài nhất của em là cũng được 2 năm, hơn 2 năm. Ừ. Rồi cũng do cái lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Rồi chính tỷ bố mẹ cũng dục lấy vợ, về quê lấy vợ nữa nên em cũng về quê. Cũng về quê chơi xong rồi lấy vợ? Không, em đã lấy đâu. Chưa lấy? Em chưa mà. Dục quá mà về quê không lấy luôn. Dục. Em có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Ừ. Tết này em về quê thế là làm trang trại nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Ừ. Là dịch bệnh lớn. Ừ. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Còn mối tình gần đấy nhất thì qua đứa em là giới thiệu. Thì em cũng có, cũng ở quận 7 đây luôn, cũng ở gần đây luôn. Thế cũng em cũng đưa đến về nhà anh chị, giới thiệu anh chị xem mặt xem mũi rồi. Đâu cũng được một tháng thế là người ta bảo không hợp. Thế là cũng chia tay. Ừ. Cho đến bây giờ. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Về ngoại hình em thì về tấm. Chứ em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn. Về cái phẩm chất của người đẹp nét hơn. Ừ. Em đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Nhưng ngoại hình thì chắc chắn là bên kia là ok rồi. Thầy anh nói vậy em cũng mừng. Ừ. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Đẹp nết thì nào thấy cái nết mới thấy đẹp hay không? Giờ chưa thấy cái nết chào, chưa biết. Chào chị. Giờ thấy cái nết thì sao là thấy đẹp? Anh muốn cái nết làm sao nè? Để em biết. Muốn mạnh mẽ, thẳng thắn hay là yếu đuối mong manh? Hay là nói chung là người phụ nữ mà có thể mạnh miệng để bảo vệ cho gia đình. Trong gia đình mà bị hiếp là ra rồi đó, hay là em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Bây giờ tóc vàng á nó là người ta style, người ta trẻ, người ta một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Chắc nắng quá. Mùa này bị cháy thôi. Em rang nắng lên tóc em nó cháy luôn à. Anh đi thu tiền nhà trọ nhiều quá biết không? Nên là nó nắng. Người phụ nữ bên đây là lo cho mười mấy phòng trọ được từ cái gia đình. Chắc em muốn lên kiểm xin ở phòng quá. Hợp lý. Được. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em. Ừ. Biết tôn trọng ba mẹ. Ừ. Và kinh tế đủ vững vàng để
cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì không, mà khi mình ốm đau bệnh tật không có đủ tiền để mà vào bệnh viện mua thuốc đâu. Tiền không là tất cả, nhưng không có tiền nó mất tất cả. Vất vả thế thôi. Cũng hay. Rồi thật ra tiền thì không biết thế nào cho đủ. Yeah. Ha, vấn đề chỗ là chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta thấy đủ, mà không yêu thương nhau mà thấy không đủ vậy. Đúng. Thôi. Yeah. À, yêu thương nhau thì mấy đi cũng xài cũng đủ hết trơn á. Tôi thấy cái cặp này là bên đây là kèo trên à. À. Bên này về là quán xuyến gia đình à. Nhà gái quán xuyến gia đình đó. À. Quán xuyến hết luôn á. Bảo vệ được nha. Thôi. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và mà bạn của em ạ. À, em trai và bạn. Mời đại diện nhà gái nào. Cứ nói đi. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả, chào đàn trai. Thì em tên là Mỹ Ngà, là bạn của chị Hương. Thì theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình thì nó đã không tương đồng. Và tính cách, thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên có thể theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Tuy nhiên là em thấy là hai tính cách của hai người là hoàn toàn đã khác nhau. Mà có chung một điểm là đã lên chương trình, nếu như có thể thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà sau này cảm thấy hợp thì tiến đến, còn không hợp thì mình có thể dừng lại ở một cái mức độ là bạn bè. Dạ, chưa chắc, nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Ở mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nữa mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Okay. Cảm ơn nhà gái. Một cái góp rất rõ ràng. Rất là rõ ràng á. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái và em của em. À, dạ. Dạ chào nhà trai ạ. Dạ, xin mời đại diện nhà trai mình. Này là chị, ẩm con đi theo không ai lo cho nó hả? Rớt. Rồi. Xin chào chủ kênh Linh và xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Yeah. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Mà sao xúc động hả? Xúc động là sao nè em gái? À, xin lỗi chương trình, do em gái của chú Rể là hơi xúc động một chút thì em cũng thấy mặt bên em là cũng là em họ của chú Rể, cũng là vừa quê vào quận 7 sinh sống và làm ăn. Thì hôm nay cũng là chú Rể để với hôm nay là anh trai thì cũng tới đây để mong muốn là tìm một nửa cuộc đời của mình. Rất là ý của gia đình họ nhà trai thì rất là muộn là tìm một người phụ nữ để lo lắng cho anh, tại vì anh cũng là đã trên 40 rồi. Nhưng mà khi đã tìm hiểu với nhau thì đến đấy thì cái quan trọng nhất là giữa hai người tìm hiểu với nhau, còn ở bên phía gia đình thì cũng là một ý kiến để góp vào thôi. Thì cũng là thay mặt cho họ, cũng thay mặt cho bên ở nhà trai thì em cũng có ý kiến là rất là muộn, anh Kỳ là phải đến đây rồi thì phải cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà chúng ta mà đã tiện tới dài hơn nữa thì nó lại rất là tốt. Còn khi hai bên đã tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu cho nhau rồi mà thấy không hợp thì cái đó thì sẽ là do hai bên tìm hiểu nhau. Đó là rất là cũng bên họ nhà trai cũng rất muộn là bên họ nhà gái sẽ tạo điều kiện cho hai bên tìm hiểu nhau, tạo cho nhau một cơ hội. Rồi xin hết. Rất là anh gái, anh gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Hay sao? Đúng không anh gái? Em có muốn anh lấy vợ sớm không? Muốn hả? Đây là anh thứ mấy của em? Anh thứ tư hả? Nhà em cầm video đi anh hỏi chút xíu nào. Em là nhà em mấy anh chị em? 4 hả? Sao em lo cho anh này nhiều dữ vậy?
tại ảnh cũng lớn tuổi với lại ảnh cũng hiền lành lắm, nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Thì thường thêm em gái lo cho anh trai gì sợ không? Rồi hôm nay thì ai cũng thấy sự chăm lo của gia đình, lo lắng cho anh trai, rồi hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Ok. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn. Chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Còn mình gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Xin cảm ơn tặng em. Em cảm ơn anh. Đứng đó, đứng đó. Đứng đó rồi. Ta nói gì? Nghe ta nói gì? Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Đó. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con gái. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cảm ơn em ha. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là em đang ở gần anh. Hay màu quá. Môi của em cũng giống màu hồng. Vậy hả anh? Cảm ơn em ha. Rồi. Mời hai bạn về chỗ. Ngồi ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa em ốm. Em thấy anh sao? Em hả? Em thấy anh cũng hiền lành. Trời, em nhìn em gái khóc là em biết tình cảm của bạn dành cho anh chắc phải lớn lắm. Đại tình thương trong gia đình mà. Anh có yêu cầu về cái người bạn đời như thế nào thì anh có thể nói cho em biết rồi không? Anh thì cái vấn đề về cái bạn đời thì anh thật nói là anh quan trọng cái tâm hơn. Cái tình, cái tâm hơn. Chứ anh cái vẻ bên ngoài anh là phủ thôi. Tính em thì đôi khi stress thì em hay nổi nóng, mà em nổi nóng thì em hay đi vào một góc để giống như khóc để giải tỏa. Anh nhìn em thì anh thấy em cũng cá tính. Bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong em yếu đuối lắm, thường thường là vậy mà. Hầu như phụ nữ ai cũng vậy, càng mạnh mẽ bề ngoài bao nhiêu thì bên trong càng hay dễ khóc bấy nhiêu. Lúc nãy thì anh nghe em kể cái đời tư của em thì anh thấy buồn cho em, anh chia sẻ. Thì anh đến đây thì anh cũng mong là có một cái sự hòa hợp của hai chúng mình, rồi có đến lâu dài với nhau sau này. Anh mong em cho anh một cơ hội để chúng mình có thể tiếp được lâu dài. Đến đây rồi thì mình cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thôi. Thì cũng như em gái em nói đó, thì nếu như mình sẽ tìm hiểu nhau, và nếu được thì mình sẽ đến một cái kết tốt đẹp thôi. Thì em cũng nghĩ là vậy, và em cũng mong là như vậy, tại vì mình có duyên gặp nhau tại đây rồi. Em muốn người chồng trong gia đình thế nào, hãy nói cho anh ấy biết đi. Em muốn một người quan tâm em, thương em, và đừng có lăng nhăng là được. Anh không còn lăng nhăng. Tại anh... vì đến tuổi này thì em cũng cũng không có mong muốn gì hơn, em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Còn em trai muốn một người vợ thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ rửa tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Em còn gì hỏi anh nữa? Em thấy anh sao? Anh cũng nói chung là nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng cũng là một người sống tình cảm đấy. Thì đến chương trình này thì anh cũng rất là
tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, anh nhất rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Và anh chỉ kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đây chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An, quê Bác Hồ á, nhưng mà hộ khẩu với ấy là anh ở đây hết rồi. À vâng. Dạ. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7 Nhà Bè. À quận 7 Nhà Bè, ôi xa thế rồi. Ngay đây luôn mà. Em thì tận gần sân bay, nhà em sát anh biết, sân bay. Anh biết. Dạ. Anh Gò Vấp thì anh cũng, tại vì anh ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu, còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. À nên anh biết cũng anh cũng đầy nghị lực nhỉ. Tại vì bố mẹ của khổ nên là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều, thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì sẽ em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Dạ, cho anh hỏi em là người đâu? À, em hả? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. Là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt? Như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Nếu mà sau này mình về với nhau á thì anh sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Hỏi xem khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Nếu như mà mình đến được với nhau á thì theo em thấy thì bao lâu, anh thì anh càng nhanh càng tốt á. À, nếu mà đến được với nhau á thì em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi, em không thích điều đấy. 6 tháng là cũng có khoảng thời gian là dạ. Đủ dài và đủ dài để không có ngắn là đâu. Vâng, để đến một cái kết như thế nào đó thì là do em và anh. Rồi còn cô gái nè, ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? À, trước đây thì em cũng từng làm chủ quán, cũng mệt lắm đó, thì em cũng nấu ăn, nói chung là về nữ công gia chánh này, rồi nói chung là nấu ăn, rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe, xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi và tham gia vào hội xe. Còn trước đây thì em cũng đam mê mô tô lắm, nhưng mà sau em bị xe đụng á, nát chân, với một nửa người em là nát hết rồi, thì từ đó là em dẹp luôn đam mê. Và cá tính ghê chưa? Thì lúc nãy em nhìn em nói là cá tính, mà em thấy cá tính. Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Anh thì anh đó là nghệ thuật chấm không sao, ví dụ như anh thì cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Bây giờ đâu phải ngày xưa nữa đâu. Rồi sắm môi hay là kẻ mày cũng đâu phải ngày xưa nữa. Không phải lạc hậu ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để không. Tóc vàng mà. Hồi nãy thôi còn hồi nãy không thôi, giờ mở rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn gái đi. Rồi em nói em ví dụ lấy nhau rồi em thích con trai con gái, thích xanh liền thế nào đó, bước tới quan điểm về con trai con gái cho anh nắm tay em, nhìn thẳng vào, nắm hai tay đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Cao anh? Dạ đó, khi lấy nhau rồi đâu, thì cái đó đâu có sao đâu. Khi lấy nhau rồi thì em có nghĩ vấn đề nào quan trọng không? Dạ em có nghĩ vấn đề nào quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Vấn đề cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Thì
Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Như em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Em hả? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Khoảng 3 người. Như anh thấy khoảng 3 người là hai gái một trái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà không phải là được như vậy thì toàn gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp thôi. Ồ, vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước lắm? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước, chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Bây giờ thí dụ đặt trường hợp là hai người tiến xa hơn đó, thì mình sống ở đâu, mình làm gì, thử đặt ra phương hướng cho bạn gái biết đi em trai. Em thì em mấy năm gần đây em có... Em nói với bạn gái kìa. Anh em thì anh có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu, nhưng mà một ít rồi. Cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Vâng. Nếu mà em... Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Căn nhà nhỏ nhỏ thì khoảng ở quanh nhà Bè mới mua nổi chứ. Quận nhất, quận 7 thì chịu. À, dạ. Thì cũng đâu cần đâu. Nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương. Còn không thì ở Gò Vấp. Hoặc bên quận 9, em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi. Chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được. Chỉ quan trọng là anh muốn đẻ hết trứng thôi. Anh có lời muốn nói thế này. Đến đây là mình cũng là một cái duyên. Còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em dạ. Hát một bài okay, tặng anh. Bạn gái đi. Hát một bài tặng bạn gái cho không khí vui vẻ nè. Và đến đây thì em... Đứng tay. Anh muốn hát cho em một bài... Em có về xứ Nghệ. Về quê Bắc ấy. Anh muốn... giới thiệu em về quê Bắc Hồ á. Mình hát bài Néo đậu bến quê. Cầu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ. Lằng trăng non ngơ ngác theo tôi đi chân trần. Cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rơi bến. Em hát rằng đến duyên em lấy chồng năm ấy. Dạ xin hết ạ. Trời ơi, sao mà cái giọng hát đó. Sao anh? Còn tắt. Sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng đây? Run quá trời run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó, đọc thơ múa hay là gì đó. À, cái chuyện em đọc đi. Vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em một mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đồng ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Tự ứng khẩu thành đọc thơ. Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Tại em mềm quá. Tại em run quá. Cảm giác. Bây giờ cảm giác của em trai thế nào, nói cho em gái biết. Em run quá thôi anh ơi. Tại... Nói đi nói. Hiện nay người anh thế nào nói đi. Em run quá. Em hồi hộp, tim đập thình thịch. Em thấy người đối diện của em như thế nào? Ấm áp, tay ấm lắm. Không, tay em đang lạnh, đầu ngón tay lạnh ngắt rồi anh. Thấy gương mặt của bạn gái thế nào? Xinh, dễ thương. Hả? Xinh, dễ thương. Hấp dẫn không? Thấy mái tóc đẹp không? Hả? Đẹp anh. Sao nãy em nói họ không thích? Mới đầu, chưa thấy mặt. À, vậy thì rút kinh nghiệm. Khi thấy mặt rồi mình mới nói cái gì hết nha, đừng nói trước hết nha. Đúng rồi. Thôi được rồi, về chỗ đi nào. À, một chút mình giao lưu cảm xúc quá mà. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bên tay trái nè. Đây ạ.
Một chàng trai rất là chân thành, thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh, một cô gái cũng nhiều ấn tượng và năng động đó. Thật ra thì giống như em gái này nói đúng, ở hai người nó không có nhiều cái hợp với nhau. Mỗi người một cách, mỗi người một kiểu. Nhưng nghĩ rằng trong cuộc sống này không có gì hoàn hảo cả. Nhưng mảnh ghép không hợp với nhau, họ ghép lại với nhau mới đúng. Còn nếu như hai người cùng một cái gọi là tính nhau thì khắc lắm. Còn bây giờ thì mình đưa ra quyết định đi. Anh nghĩ rằng là mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm. Mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Mình không bấm vì điều gì hết, mà mình bấm cho chính mình nha các bạn. Bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để chúng ta mở lòng, để chúng ta cho nhau cơ hội. Còn nếu như mà mình thấy không có rung động, không có gì thì cũng không cần bấm đâu. Không cần cho nhau cơ hội, mất thời gian. Anh chỉ chia sẻ như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Kiểm tra cho kỹ nha các bạn. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, anh nói em gái nè. Nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Những cái gì mà những thời gian qua em đã mất đi. Cảm xúc em gái thế nào? Trước khi lên sân khấu em rất run và hồi hộp. Nhưng giờ thì em đỡ hơn. Thật ra đây, Lan tin là đây sẽ là một bến đỗ bình yên cho bạn. Bạn sẽ tìm được những giây phút bình yên, thoải mái nhất cho cái cuộc sống của mình là ở đây này. Không ở đâu xa cả. Những hạnh phúc rất đơn giản, nó ở rất gần của chúng ta. Người đang nắm tay chúng ta đó. Mặc dù trước mắt cũng còn khó khăn đó, nhưng nghĩ rằng là nếu những cái nắm tay thật chặt như thế, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép. Anh vén tóc luôn. Vén tóc của bên má đâu rồi. Nhẹ nhàng. Để được Hải Lanh. Đó, vén tóc lại nhẹ nhàng. Hung sâu thật sâu vào. Hít hơi luôn. Nè, anh gái thấy không? Họ nắm tay nhau chặt chưa? Thật ra nếu như họ không có rung động thì cái nắm tay nó khác lắm. Cái nắm tay rất là chặt và tôi thích cái nắm tay thế này. Thật lắm đó. Anh nghĩ rằng ngày hôm nay em phải chúc mừng anh trai của em. Nhìn em gái thôi, chúng ta hiểu rằng cái tình cảm của anh em như thế nào. Và đây là những con người rất là tình cảm, dạt dào, yêu thương luôn. Ha? Chúc cho mọi điều tốt lành nha. Dạ. Quan trọng hay không là do em gái đó. Anh nghĩ rằng là anh này sẽ làm được tất cả mọi điều mong muốn. Chúc mừng hai em. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú Vinh. Chị trước hả? Đây. Đây con trước hả? Dạ. Đây là bộ son da thép Vinakilla gửi tặng cho bạn gái. Đây là nước rửa chén của anh Quyền Linh. Quậy 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 đem ra bán. Quậy nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả. Lời dữ lắm lời. Hôm nay ế lỗ quá. Đây là Hura bánh bông lan làm từ trứng của thương hiệu BBK sẽ được gửi tặng cho hai anh chị. Yeah. Đây là lò nướng Toshiba. Yeah. Rồi. Đây là cặp đôi mũ bảo hiểm của thương hiệu Royal dành tặng cho hai anh chị. Chúng ta sẽ đi chơi với nhau, đi phượt với nhau với sự bảo vệ sức khỏe của Royal. Hãy hàn gắn tất cả vết thương của cô gái. Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Và hãy chở với nhau cô chúng ta đi khắp cùng trời cuối đất nha.
Rồi, chúc hai em hạnh phúc thiệt là hạnh phúc luôn. Dạ, cảm ơn anh chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi, anh tin rằng em làm được nha. Nào, hãy đưa nhau đi tất cả những nơi nào mình muốn. Đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, em thấy sao nè? Bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn Nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn Nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị có hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á. Dạ. Là lý do đó đó. Cái đứa con gái á mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ra thông tin em hỏi anh Quỳnh Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á. Dạ. Đội ba lên đầu á. Đúng không? À đúng rồi. À, một cái giọng hai giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Dạ. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà anh cảm nhận về em đó. Dạ. À, nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, ngồi đi bạn. Ngồi đây cơ. Sát kêu là ok. À bây giờ là mình chỉ cách cái hàng rào thôi, mình giới thiệu lớn lên. Dạ. Để cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Quân, sinh năm 1988, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Trường Quân sinh năm 88, tức là như tuổi? Dạ, 34 tuổi. 34, Quân làm gì? Em làm nhân viên chế bản. Chế bản là sao? Làm mấy bản in anh. À, bản in nữa hả? In thùng cắt tông với lại offset. Quân 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh ha? Dạ. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn mình giới thiệu đi con nào. Dạ, lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh cùng toàn thể khán giả của chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Tâm. Em và bạn Nam này thì cùng tuổi. Hiện thì quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Dương, làm việc ở Bình Dương. Dạ, đúng rồi, làm việc ở Bình Dương. Kiểm soát nội bộ em hả? Dạ. À, anh cũng có người bạn gái kiểm soát nội bộ em, CV đó. À. Tên Thúy, dễ thương. Rồi, em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. À, điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, cũng nhiệt tình với lại các bạn. Nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân, đấy là em khá là thẳng tính ạ. Dạ. Thẳng tính. Dạ. Ừ. Rồi xin mời em trai. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì làm việc nhà đều được, nấu cơm, nấu ăn, kho thức ăn rồi làm được hết đồ trong nhà đều được. Giặt quần áo rồi quét nhà, lau nhà. Dạ, dạ. Nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không? Dạ. Được không? Được ạ. Được. Pha sữa được. Ok. Em bé được ha? Dạ. Vậy là giỏi rồi. Có điểm yếu gì không Quân? Dạ, điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói xíu. Ít nói hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? À, một ạ. Một hả? Dạ. Dài không? Với vợ em đó anh. Hả? Với vợ em á. Em đã có vợ. Em có vợ rồi hả? Dạ. Vợ em mất cách đây cũng hơn 2 năm nè. À, mất cả vợ, mất cả. Em có một vợ và một đứa con hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ở với ai? Ở với em với lại bà nội. À, là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. À, bà nội vào giờ giữ cháu luôn rồi hả? Dạ. Rồi, chia buồn với em ha. Thôi, nhà gái được tình thân sao? Mình mới tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng rất là đồng cảm với bạn. Em thì có
Tức là từ thời sinh viên thì cũng có hai mối tình, xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một bạn khác. Tuy nhiên là cái tình cảm này cũng không có được lâu dài, bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp, nên là không có giữ được cái chuyện đó ạ. Thế nhưng mà bây giờ với cái hoàn cảnh của bạn nam bên kia thì em có ngại cái chuyện là bạn đã có con rồi, và cái việc mà mình về đó để mình dung hòa giữa mình và con của bạn không? Em có ngại điều đó không? À, câu chuyện của bạn là em có ngại. À, thực lòng là em có ngại chứ ạ. Bởi vì nếu như mà bạn ấy có gia đình rồi nhưng mà chưa có thêm một em bé nữa thì mọi chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Tuy nhiên là bạn lại có thêm một bé trai nữa, một em rồi. Dạ vâng, một bé nữa 5 tuổi rồi, thì nếu như mà cho nhau cơ hội và có thể tiến đến những cái mối quan hệ sâu hơn thì em sẽ có gặp những cái rào cản đối với lại em bé, bởi vì thực ra là em cũng không có vướng mắc, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong việc là chăm sóc trẻ nhỏ. Nên là đấy cũng là một trong số những cái rào cản khi mà nếu mà có duyên với nhau và đến được với nhau thì cũng là cái rào cản trong cái mối quan hệ của cả hai ạ. Dạ. Thực ra con nít đó nó như là gọi là nó như cái tấm gương á, để phản chiếu vậy đó. Dạ. À, mình soi trong gương mình sao nó sẽ y chang vậy. Mình thương nó sẽ thương mình. Đơn giản dễ lắm. Cái đó không cần kinh nghiệm, cái đó chỉ cần trái tim thôi. Dạ. Cho nên em đừng có lo vấn đề đó. Vấn đề là bây giờ hai bạn có cảm mến nhau hay không? Dạ. Nha. Chào em. Dạ, em chào chị. Chị buồn với hoàn cảnh của em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mặt rất là hiền luôn á. Dạ. Nhìn rất là thiện cảm luôn á. Là bé trai 5 tuổi hả? Bé gái. À, bé gái. Ô, bé gái. Dạ. thì rất là dễ luôn á. Bà xã là tại sao lại mất vậy em? Dạ, vợ em bị ung thư vú anh. Dạ. Nằm trong cái thể bệnh ác tính. Bây giờ em nhớ nhất về ký ức của bà xã về những vấn đề gì? Dạ, có gì là kỷ niệm của bà xã để em nhớ nhất không? Vợ em thì rất là hiền, hòa đồng với lại bạn bè. Dạ. Thì đối nội đối ngoại thì rất là tốt. Bé gái có đeo ba không? Dạ có chị. Thương ba lắm hả? Dạ. Rồi giữa ba với bà nội thì đeo ai hơn? Dạ đeo em hơn á. Vậy hả? Từ lúc có mẹ cũng đeo em hơn. À dạ. Vậy hả? Rồi bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em á thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì như vậy, thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em và biết. Và em cũng chỉ em mong là nếu như mà hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em thấy sao nè, bé gái 5 tuổi nè, rất là đáng yêu cái tuổi đó đó. Dạ, 5 tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi. Thì em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi. Em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi. Còn đến như thế nào thì em cũng còn mong là trao đổi thêm nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào? Em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong đầu không? Vì là bức màn cao quá nên là em sẽ, và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể hình dung được rằng là bạn ấy có như mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không. Tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là chín chắn, bởi vì bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi. Thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp. Em nghĩ cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy, bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng đọng, thì em nghĩ là cũng là người suy nghĩ và cũng khá là ấm áp. Chính xác. Dạ. Hồi nãy chị có hỏi hoài cái vụ bé gái mà nó theo ba hay theo bà nội á. Dạ. Là lý do đó đó. Cái đứa con gái á, mà nó thương ba, nó quấn ba như vậy thì ba nó phải là người như thế nào? Ra không tin em hỏi anh Quyền Linh thì biết. Con của ảnh là nó quấn ảnh kinh khủng luôn á. Dạ. Đội ba lên đầu á.
đúng không? À đúng rồi. À, một cái giọng ha, giọng nói rất là ấn tượng luôn á. Dạ. Bây giờ anh cố gắng là nghe giọng nói mà anh cảm nhận về em đó. Dạ. À, nói chung là chàng trai bên đây rất là hiền. Dạ. À, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn. Dạ. À, thôi thì nếu mà có duyên á thì mình hãy về chung một nhà. Anh nghĩ rằng bé gái lại cà là một món quà. Đúng đó, mình lời đó em. Ừ, một món quà dành cho gia đình. Dạ. Và cho cả hai đứa nữa đó. Ừ. Thấy không? Thôi. Người ta nói là gì? Gì có gì có trâu lời nghe, nhưng mà trường hợp này của mình á là giống như mình không phải có trâu, mình có hổ mà mình lời sư tử á. À. Sư tử gì? Rồi. À, em không thích điều gì đàn ông? À, em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc và rượu bia thì em không có cấm đoán gì vì một cái người bạn trong tương lai, nhưng mà em cũng hy vọng là biết dừng đúng lúc, biết kiềm chế rằng là mình nên uống như thế nào, biết từ chối như thế nào ạ. Rồi. Dạ. Anh trai có hút không? Dạ không. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ anh. Dạ. Không thích khơi chuyện cũ ha. Dạ. À, em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, thì cùng em xây đắp gia đình. Dạ. Đơn giản vậy. Yes. Thôi hả? Ừ. Rồi. Rồi. Hôm em đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại ba em của em. Ba em gái. Ba em gái hả? Dạ. Một em gái ruột với lại hai em họ. Em gái ruột nghe luôn đi hả? Ba, em dạ, em đi gái ba, ruột. Không biết ba đây, ba bên kia rồi, rồi ba đâu nữa. À. Rồi, xin mời em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được đồng hành cùng anh tới chương trình này. Thì em xin nhận xét về chia sẻ với anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. Có điều là hoàn cảnh vậy thì không biết chị có ngại không? Thì nãy chị chia sẻ thì em có nghe vậy rồi. Mình con... cũng dạ, mình con... cũng vừa nói là mình có ngại thật. Dạ. Tuy nhiên là những cái rào cản đấy mà với bạn nam mà có những cái tức là có những cái đức tính cũng như là có những cái mà sau này mình cảm nhận là tốt hơn thì có lẽ là nó cũng sẽ xóa bỏ được những cái rào cản đó thôi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui vẻ. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Được cơ sẽ tiến tới hôn nhân, con nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ, dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em. Thì bạn đang ngồi dưới ạ. Dạ. Chị rất vui là được gặp chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân. Ngày hôm nay thì cháu tên là Ly và cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình ấy. Và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa. Thì còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này, trưởng thành rồi. Và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông, em thấy là cũng khá là ổn. Tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé, có gia đình rồi. Thì cái này thì là ở chị Tâm thôi. Nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian, cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị hợp nhau và có thể có một cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó, thì em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn em. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Sao? Chào. Sao ạ? Thì đến với chương trình anh có bó hoa và là bánh. Em cảm ơn ạ. Ủa, bánh tráng này là sao? Dạ, kẹo đậu phộng. À, đây là đặc sản của quê bạn mà. Đặc sản, rồi. À, cái này gọi là cái gì nè? Cú đơ. Bánh cú đơ. Cú đơ, cú đơ. Dạ. Chưa đi, chưa biết cú đơ. Dạ. Đến với chương trình thì mình cũng có chuẩn bị tặng bạn một cái chậu cây kịp tiền. Thực ra thì
cái mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh đến cho bạn, cũng như là giúp thanh lọc không khí tốt hơn, rồi là cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn trong cái thời gian bạn trưng cây. Cảm ơn. Dạ. Nè, ngồi đây. Dạ. Đó, đối diện nói chuyện đi nào. Còn tờ báo này là gì em? Dạ, đây là bài báo viết về vợ em. À, viết về gì vậy? Thì cái nhật ký của vợ em để lại cho con đó. Dạ. Thì báo đăng luôn à? Dạ, báo Tuổi Trẻ có đăng. Em đọc cho mọi người cùng nghe nào. Dạ. Hãy mạnh mẽ lên con nhé. Dạ. Nên là em giữ lại đó hả? Dạ, em có giữ lại. Mà sao báo viết là lại viết về vợ em? Dạ, thì hồi trước thì chị gái của em thì có chia sẻ cái câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn làm bên báo Tuổi Trẻ. Ừ. Thì anh đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo đầu này. Đầu tiên xem nào. Dạ. Một câu chuyện chắc là cũng được lan tỏa đây. Nó dạ. Mới được đăng báo ha. À. Xem nha. Đây đúng không em? Dạ, không phải. Chữ nhỏ quá. Trang 11 á. Ôi, dạ, ai lấy của em mất rồi. Ai lấy rồi hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Biên tập là ai lấy? Ai lấy cái trang ruột của bạn rồi? Trang 11. Dạ. Đây không có hả? Dạ dạ. Rồi, không có cho qua luôn. Rồi, ok. Bắt đầu câu chuyện đi em. Dạ thì... Bạn... Nói trước. Nhìn em thì cũng... Tính thì cũng thấy... Anh thấy cũng... Cũng được. Nhưng mà... Hoàn cảnh của anh vậy thì em có ngại không? Em cũng vừa chia sẻ thực lòng mà nói thì là em ngại. Yeah. Thực lòng mà nói thì là em có ngại chứ. Tuy nhiên là nếu như mà trong cái quá trình tìm hiểu thời gian sau này mà anh có những cái đặc điểm cũng như là những làm cho em tin tưởng. Vâng. Có những cái yếu tố làm cho em cảm thấy tin tưởng và mình có thể tiến xa hơn nữa thì em nghĩ rằng là sẽ là một trong số những cái có thể xóa bỏ dần đi được những cái rào cản đấy thôi. Câu chuyện của anh thì thực sự là ngày hôm nay thì em cũng rất là cảm thông. Cũng hy vọng là trong tương lai thì mọi thứ đến với lại anh cũng như là bé thì suôn sẻ hơn ạ. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ hai bạn nói về cái việc hẹn hò với nhau đi. Dạ. Ở đâu đó? Ừ. Dạ. Thì anh hồi nãy em giới thiệu là em làm ở đâu anh? Ở Bình Dương ạ. Bình Dương. Bình Dương thì ở Bảo Bàng cơ. Khá là xa. Anh ở quận 12 ngay chỗ An Sương. Yeah. Dạ. Thì nói chung là anh ở quận 12 ngay chỗ An Sương á, cầu vượt An Sương. Em không biết. Dạ. Là gần không Linh? Gần. Gần công viên phần mềm Quang Trung đi lên đi cũng đi qua cầu Phú Cường là tới Bình Dương rồi. À dạ. Cũng gần. Không biết là công việc của anh thì có gặp những cái khó khăn gì, tại vì em nghe thì qua công việc của anh ấy thì là em nghĩ rằng là khoảng thời gian dành cho công việc cũng khá nhiều ạ. À, cũng nhiều. Như em thì là em so với lại các bạn mà cũng đi làm công ty thì có lẽ là cũng sẽ nhàn hơn một xíu, bởi vì làm thì giờ hành chính thôi và thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, nên là nếu như mà có cái câu chuyện là sau này anh với em và cùng bấm nút chẳng hạn thì nếu mà có những cái chuyện tiến tới quan hệ hẹn hò chẳng hạn thì là em nghĩ rằng là có thể sắp xếp được khoảng thời gian từ thứ bảy đến chủ nhật thì có thể gặp. Có. Dạ. Sắp xếp được. Dạ được. Yeah. Thực ra thì câu chuyện của anh thì có những cái khó khăn, tức là anh đang gặp những cái khó khăn, thực sự mà nói thì nó là một chút trở ngại, một chút khó khăn trong việc là đi thêm một bước nữa.
Thì không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy. Dạ thì em thì nhà thì cũng có rồi mà dạ. Dạ thì bây giờ chỉ có hai vợ chồng, nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi, còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định, cũng lo được cho gia đình 4-5 người. À dạ. Vấn đề dạ. là bây giờ em có chuẩn bị tâm lý cho đứa con gái chưa? Dạ, tâm lý cho con gái thì nó nhỏ quá không biết gì đâu. Con em cũng chưa biết, biết dạ. cũng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho con á. Vấn đề là bây giờ nè, em ở nhà với ai, với mẹ, với con gái thôi đúng không? Dạ. À, nhà tại Bình Dương luôn. Đấy. Nhà quận 12. Nhà quận 12 luôn. Dạ. À. Rồi em đang làm công việc tại quận 12 luôn. Dạ. Và em gái làm ở Bình Dương. Dạ đúng. Bình Dương mà ở với ai? À, em thì hiện thì em ở tại công ty của em, với công ty thì có bố trí nhà cho người lao động sống. À. Dạ. Nghĩa là em là vào Bình Dương có một mình em thôi. À dạ đúng rồi ạ. Bao nhiêu năm rồi? Khoảng tầm hơn 4 năm ạ. À, dạ. Anh nghĩ là nếu như mà hai em tìm hiểu với nhau dạ. mà hợp đó ừ. thì chúng ta cũng nên về quận 12, ở đó cũng có nhiều điều kiện để phát triển nữa. Dạ. Với lại nhà thì cũng ai cũng đơn chiếc, chỉ có hai bà cháu thôi. Ừ. À, em trai Quân thì cũng đi làm suốt luôn rồi. Dạ. À, điều đó cũng rất là hợp lý. Nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng Quân rất là hạnh phúc, đúng không? Dạ. Bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa? Dạ cũng có. Em có rồi đúng không? Dạ có. Em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không? Có. Có đúng không? Dạ. Bây giờ nè, mình bước tới, mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi. Hai bạn cũng lớn rồi, đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng, chính xác ha. Rồi bước tới đi, nói sao cho cô ấy tin mình thôi. Quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào, một trụ dạ. cột của gia đình để lo cho cô ấy được rồi. Nắm tay nè, nắm tay em đứng lên đi cưng bé. Rồi. Thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình. Thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên. Thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thì em thấy là cũng có duyên thì mới gặp mặt. Dạ. Ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động. Và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ rất là nhiều ạ. Để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em vẫn còn khá là ngổn ngang. Thì em hy vọng rằng là sau em sẽ bấm chuông, em hy vọng là sau khi mà nhấn chuông thì nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt. Còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống với nhau trong tương lai. Thì tại vì có mọi người ở đây ngày hôm nay thì câu chuyện thì cũng câu chuyện của anh thì thực sự là rất là cảm động. Và ngày hôm nay thì em cũng có vẫn bấm chuông, vẫn là cho cả hai cơ hội. Tuy nhiên là câu chuyện sau này thì cũng còn phụ thuộc vào cả hai nữa. Dạ. Vậy là hiểu vấn đề rồi đó. Dạ. Làm bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng. Dạ dạ. Hả? Hãy nắm bắt cái cơ hội này nghe. Rồi về ghế đi các bạn. Dạ. Để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thật sự chúng ta rung động, chúng ta hãy bấm nút. Bấm nút để cho nhau cơ hội, bấm nút để tiến xa hơn nha. Mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Một. Chuẩn bị. 2 3 Bấm mạnh đi. Ủa như nó bị dính rồi, cái đó bị dính rồi Linh à, bên đó đó. Nãy không mở ra. Rồi, ok. Rồi. Chúc mừng các bạn. Nào. Hãy cùng nắm tay nhau, hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ngoài kia vẫn còn sóng gió, vẫn còn ngổn ngang đó, nhưng ta biết đoàn kết với nhau, kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó, sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha. Cái này cho Vân nói xíu nha. Hoàn cảnh này á, chị nói em nghe nè. Bé gái á, dạ. Bé gái dễ lấy lòng của nó lắm luôn. Mình tại vì thực ra nó thiếu mẹ, nó rất là cần cái hơi ấm của mẹ đó. Thành ra là cái chị nghĩ là với em á, là cái việc em chinh phục bé gái đó nó không phải là khó đối với em. Chị nói nghiêm túc luôn. Dạ. Ha? Bé em thì cũng rất là dễ. Đúng không? Dạ, nó rất cần cái hơi ấm của người mẹ.
nha. Và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Quà cáp đâu, quên cả quà luôn rồi. À hôm nữa quên hôm phải cái hôm đầu tiên à, hôm nào em dạ. Hơi ngượng không trên chương trình bây giờ bạn em à, do anh xin phép hôn em một cái. Xin phép hai bên gia đình cho em được hôn bạn một cái. Hôn má đúng không ạ? Em nghĩ chắc không sao, cảm ơn. Em á, em né cái hôn của người ta mất tiêu, người ta đang hôn mà. Em đang ngượng. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi, phải làm lại được, chứ, được em làm lại đi. Không, cái gì nó phải ra cái đấy. Phải song phẳng, em hôn lại đi. Đấy, phải ấm áp, tin tưởng, người ta vững chãi như thế. Đây là món quà của hai bạn. Dạ. Để có thể đi từ Bình Dương đến quận 12 ha. Dạ. Rồi và ngược lại. Đây là hệ thống Fitness Yoga dành cho các bạn hai cái thẻ Diamond. Cảm ơn chương trình ạ. Rồi, tặng cho em một bộ son môi Yurika 5 màu do Thép Vina QA tặng. Cảm còn nếu mà chính. Hai em đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng để gửi tặng cho các em nha. Này nó hơi bự đấy cho bạn. Đâu, dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Hoa đây, scooter đây. Quà của các bạn. Hãy giữ lấy. Ôi, đi xuống đi, tôi đưa hộ. Người rồi. Bé quá. Em đi lên trước ạ. Đi xuống đây. Em đi theo luôn đi.